Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị đang theo dõi chương trình cập nhật thông tin quốc tế mới nhất trên kênh YouTube của Báo Người Lao Động. Sau đây sẽ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn đón xem. NATO tin Ukraine có thể giành lại thế thượng phong. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định khối này không có ý định sử dụng hệ thống phòng không của mình để che chắn cho Ukraine. Trong cuộc phỏng vấn với tờ Welt am Sonntag của Đức đăng tải hôm 25 tháng 5, ông Stoltenberg nói, "Chúng tôi đang tăng cường hỗ trợ cho hoạt động tự vệ của Ukraine, nhưng không có kế hoạch gửi binh sĩ NATO tới Ukraine hoặc mở rộng lá chắn phòng không của NATO tới Ukraine. NATO sẽ không trở thành một phần của cuộc xung đột." Ông Stoltenberg cũng tin Ukraine vẫn có thể giành lại thế thượng phong. Để đảm bảo điều này, các thành viên NATO nên gửi thêm vũ khí và đạn dược tới Ukraine, bao gồm các hệ thống phòng không và vũ khí tầm xa. Đài RT cho biết, bình luận trên được ông Stoltenberg đưa ra vài ngày sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi Mỹ và các đồng minh bắn hạ tên lửa Nga. Phát biểu với tờ New York Times, ông Zelensky cho rằng không có vấn đề gì nếu NATO làm như vậy, đồng thời lưu ý điều đó không phải là một cuộc tấn công vào Nga. Ông Zelensky cũng chỉ việc Mỹ và Anh đã bắn hạ tên lửa và máy bay không người lái của Iran bay tới Israel vào tháng trước. Tuy nhiên, cả Washington lẫn London đều lập luận hai việc này không thể so sánh. Giữa tuần trước, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Pavel Wolski nói với truyền thông Ukraine rằng nước ông đang xem xét khả năng sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ tên lửa Nga trên lãnh thổ Ukraine. Tuy nhiên, chưa có quyết định nào được đưa ra. Cũng trong tuần trước, Thủ tướng Đức Olaf Scholz bác bỏ đề xuất thiết lập vùng cấm bay do NATO thực thi trên bầu trời Ukraine vì liều lĩnh và nguy hiểm. Trong khi đó, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cùng các cấp phó Matteo Salvini và Antonio Tajani đều chỉ trích bình luận của ông Stoltenberg về việc để Ukraine tự do sử dụng vũ khí phương Tây tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga. Bà Meloni nói với kênh truyền hình Rai 3 của Ý hôm 26 tháng 5, "Tôi không biết tại sao ông Stoltenberg lại nói như vậy. Tôi nghĩ chúng ta phải hết sức cẩn thận. NATO phải giữ vững lập trường." Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov, vũ khí của Mỹ và các nước phương Tây khác đã được sử dụng trong các cuộc tấn công bên trong lãnh thổ Nga. Trong khi đó, ở một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorski ngày 25 tháng 5 tiết lộ, Mỹ đã nói với Nga rằng nếu Nga sử dụng vũ khí hạt nhân, Washington sẽ nhắm vào lực lượng Nga ở Ukraine. Bộ trưởng Sikorski nói với The Guardian rằng, Mỹ đã nói với Nga rằng nếu Nga cho nổ một quả bom hạt nhân, ngay cả khi nó không giết chết ai, Mỹ sẽ tấn công và tiêu diệt tất cả các mục tiêu, các vị trí của Nga ở Ukraine bằng vũ khí thông thường. Bộ trưởng Sikorski đồng thời khẳng định ông ủng hộ chấm dứt những hạn chế đối với Ukraine liên quan đến việc sử dụng vũ khí phương Tây để nhắm các mục tiêu ở Nga. Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg và Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken gần đây cũng đưa ra những bình luận tương tự. Ba Lan đã gia tăng mức chi tiêu quốc phòng lên 4% GDP. Tuy nhiên, Bộ trưởng Sikorski khẳng định vẫn còn nhiều việc phải giải quyết và nhiều quốc gia châu Âu khác cần tăng tốc. Bộ trưởng Sikorski cho biết, trước khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ba Lan chủ yếu tập trung chi tiêu quốc phòng vào công nghệ vũ khí tiên tiến. Ông nói, bây giờ chúng tôi nhận ra rằng bạn thực sự cần hàng triệu quả đạn pháo, bạn cũng cần một lượng lớn những thứ công nghệ thấp. Châu Âu đang tụt lại phía sau, nền công nghiệp, công nghệ và quốc phòng của Liên minh châu Âu hứng chịu hệ lụy của nhiều năm thiếu đầu tư. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng ngày tuyên bố ông không có kế hoạch đưa binh sĩ Mỹ đến Ukraine. Ông chủ Nhà Trắng nhấn mạnh, không có lính Mỹ nào tham chiến ở Ukraine, tôi quyết tâm giữ nguyên thực tế này. Tuy nhiên, Mỹ vẫn đang đứng vững với Ukraine và chúng tôi sẽ sát cánh cùng họ. Tháng trước, giới lập pháp Mỹ thông qua khoản viện trợ quân sự trị giá 61 tỷ USD cho Kiev sau nhiều tháng trì hoãn, trong bối cảnh lực lượng Ukraine chịu nhiều tổn thất trên chiến trường vì thiếu thốn đạn dược. Trong khi đó, Thống đốc vùng Belgorod của Nga Vyacheslav Gladkov cho biết, các cuộc tấn công mới nhất của Ukraine nhắm vào thành phố Belgorod cũng như một số ngôi làng gần biên giới. Theo đài RT, ông Gladkov cũng cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Ukraine sử dụng máy bay không người lái UAV cũng như pháo kích và đã khiến một số người thương vong ở các ngôi làng trong khu vực. Trong đó, khoảng gần 30 quả đạn đã bay tới và bị bắn hạ từ trên trời trong suốt tối 25 tháng 5 đến sáng sớm 26 tháng 5. Mặc dù không có thương vong ở thành phố Belgorod, nhưng ít nhất hai tòa nhà chung cư bị thiệt hại nặng nề do trúng đạn trực tiếp của pháo binh. Belgorod là một thành phố ở phía tây nước Nga, nằm trên sông Donets-Zerversky, chỉ cách 40 km về phía bắc biên giới với Ukraine. Cũng theo tường thuật của RT,
Hai trường học cũng bị hư hại do vụ nổ và mảnh đạn, trong khi một số tòa nhà thương mại cũng bị phá hủy một phần mặt tiền, cửa sổ và mái nhà. Theo video từ hiện trường, một số phương tiện bị hư hỏng và bị đốt cháy hoàn toàn. Hồi đầu tháng 5, các lực lượng vũ trang của Moscow bắt đầu tiến vào vùng Kharkiv của Ukraine, liên kề với Belgorod, chiếm giữ nhiều ngôi làng trong nỗ lực mà Tổng thống Nga Vladimir Putin gọi là tạo vùng đệm nhằm hạn chế các cuộc tấn công xuyên biên giới. Cũng trong ngày 25 tháng 5, Thống đốc vùng Kharkiv của Ukraine Oleksiy Hubov cho biết phía Nga đã dùng 4 tên lửa F-300 tấn công vào vùng này, bao gồm thành phố Kharkiv, làm hư hại cơ sở hạ tầng khu dân cư. Tại quận Slobitsky của Kharkiv, một tên lửa đã bắn trúng một tòa nhà, trong khi một tên lửa khác bắn trúng một khu công nghiệp. 15 phương tiện cá nhân bị hư hại cùng với mặt tiền của một tòa nhà dân cư 9 tầng, không có thương vong, ông Sinekubov nói về tình hình quận Slobitsky. Hai tên lửa rơi xuống các khu vực chống trải ở quận Kharkiv và không có thương tích nào được ghi nhận. Thống đốc cho biết các công tố viên và cảnh sát điều tra đang làm việc tại hiện trường. Các cuộc tấn công diễn ra vào lúc rạng sáng 25 tháng 5. Trong ngày trước đó, quân đội Nga đã tiến hành 30 cuộc giao chiến theo hướng Kharkiv và Kupiansk. Hải quân Ukraine nâng cấp hỏa lực tấn công các vị trí của Nga. Tờ Kiev Independent dẫn nguồn tin từ một quan chức thuộc Cơ quan An ninh Ukraine SBU ngày 22 tháng 5 cho biết, cơ quan này đã nâng cấp xuồng không người lái hải quân Sea Baby trở thành vũ khí hoạt động trên đất liền và có khả năng phóng các loạt tên lửa Grad. Trước đó, Sea Baby thường được sử dụng khi một vũ khí tự sát trong các cuộc tấn công trên biển. Theo hãng tin Reuters, Ukraine vốn không còn bất kỳ chiến hạm nào đáng kể, đã chuyển sang sử dụng các xuồng tự sát mang chất nổ để tấn công tàu chiến Nga ở Biển Đen. Tương tự, một nguồn tin tình báo Ukraine ngày 22 tháng 5 tiết lộ với hãng Reuters rằng Kiev đã trang bị hệ thống phóng tên lửa phóng loạt cho một số loại xuồng không người lái hải quân và sử dụng chống Nga trên thực tế. Theo nguồn tin của SBU, hệ thống vũ khí mới được cải tiến từ xuồng không người lái Sea Baby đã được triển khai để hoạt động chống lại các vị trí của quân đội Nga trên bụi đất Kimbern, một giải đất ven biển mỏng gần khu vực Mykolaiv của Ukraine. Nguồn tin khẳng định, giải pháp công nghệ này đã cho thấy những kết quả mạnh mẽ. Sea Baby của chúng tôi không chỉ là máy bay không người lái, mà còn là một nền tảng đa chức năng không ngừng được cải tiến. Vì vậy, những bất ngờ mới đang chờ đối phương. Tuy nhiên, nguồn tin của SBU không cung cấp thêm thông tin chi tiết về cuộc tấn công. Một đoạn video đăng lên ứng dụng YouTube được cho là quay cảnh vụ tấn công. Thế nhưng, Kiev Independent không thể xác minh tính xác thực của đoạn video. Những hình ảnh do SBU công bố cho thấy xuồng không người lái đang thử nghiệm phóng tên lửa Grad trên đất liền. Thông tin trên đưa ra chỉ vài tuần sau khi người phát ngôn của SBU Artem Dekhtyarenko cho biết xuồng không người lái Sea Baby đã được hiện đại hóa và giờ đây có thể mang theo gần 1 tấn thuốc nổ để tấn công mục tiêu ở cách xa hơn 1.000 km. Điều này có nghĩa SBU có thể tiếp cận mục tiêu ở hầu hết mọi nơi trên Biển Đen. Ông Dekhtyarenko cho biết, vào năm 2022, khi SBU lần đầu tiên bắt đầu sử dụng xuồng không người lái trên biển do Ukraine tự sản xuất, trên toàn thế giới đã không có lựa chọn có thay thế nào cho khí tải này. Các thiết bị không người lái hiện tại của phương Tây có kích thước lớn nhưng không cơ động và đầu đạn cũng dễ dàng bị phát hiện. Ông Dekhtyarenko nói, ngày nay, một máy bay không người lái trị giá khoảng 216.000 USD đã tiêu diệt tàu chiến của đối phương trị giá hàng chục triệu USD. Trong những tháng gần đây, Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công vào Crimea nhắm vào các tài sản quân sự của Nga ở Biển Đen. Theo Trung tâm Truyền thông Chiến lược của lực lượng vũ trang Ukraine, tính đến đầu tháng 2 năm 2024, 33% tàu chiến của hạm đội Biển Đen của Nga đã bị Ukraine vô hiệu hóa. Thông tin nổi bật vừa rồi đã khép lại chương trình cập nhật thông tin quốc tế của chúng tôi. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng kênh YouTube Báo Người Lao Động để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào nhé. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!